Chương một Bị bắt võ hồng điện Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đường hạo nhận lấy cái chết vì là con ta đền mạng Quát to một tiếng từ phương xa truyền đến Theo sát mà đến là một đạo hào quang màu vàng Âm âm Ngọn núi nổ tung Mấy chục khối to nhỏ không đều hòn đá hướng phía dưới đập xuống Có vài tảng đá đập ở một cái ông ấp hai cái trẻ con Thể hình cao to Vóc người cường tráng nam tử trên lưng thiên đạo lưu. Làm sao sẽ? Hắn lại đến giết ta. Lẽ nào thiên tầm tật thật sự chết? Ta cho hắn tạo thành thương thế không nên chí tử mới đúng vậy. Đường hạo vội vàng đem trong tay làm ra cháo ném, chạy như bay mà chạy. Kim quan chói mắt, một vị trên lưng có ba đôi cánh, khuôn mặt anh Tuấn, bên ngoài ở 40 tuổi khoảng chừng người trung niên xuất hiện, hốc mắt của hắn bên trong có nồng đậm sát ý cùng thù hận, khí tức trên người nhường đường hạo cảm thấy nghẹt thở thiên đạo lưu ba đại tuyệt thế đấu la một trong cùng đường thần cùng xưng là hồn sư hai nhạc ở nhờ ngọn núi tránh né ở lao nhanh đường hạo lực lượng tinh thần độ cao tập trung lại một luồng ánh kiếm quét ngang mà đến đường hạo hiểm hiểm tránh thoát có thể loạn thạch hắn không cách nào trốn một tay một đứa con nít hắn liền hạo thiên chù y đều không thể sử dụng chỉ có thể dựa vào thân thể che miệng phun máu tươi không được ở tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ chết đường hạo nhìn trong ngực hai cái bị sợ hãi đến oa oa khóc lớn nhi tử nhìn lại một chút dưới chân núi dòng sông trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ có điều thống khổ sau khi là kiên quyết có lỗi với an ngân xin lỗi hai tử tay phải ném đi sau đó võ hồn hạo thiên chu y phóng thích hai vàng hai tím bốn đen một đỏ chín viên hồn hoàng xuất hiện đường hạo nhảy lên một cái hét cao thiên đạo lưu ta ở đây. Đường hạo, vì chỉ là một con đáng chết hồn thú, lại dám theo chúng ta võ hồn điện đối nghịch, còn dám giết con trai của ta. Thiên đạo lưu hai mắt đỏ như máu, thần thánh chi kiếm dơ lên cao, vô biên khí tức hiện lên, muốn một kiếm đánh chết đường hạo. Đường hạo bạo giận dữ hét. Ta mới mặc kệ nàng đúng hay không hồn thú, ta chỉ biết nàng là của ta thê tử, thiên tầm tật muốn thương tổn nàng, chính là hắn đáng chết. Thiên đạo lưu không ở phí lời, thần thánh chi kiếm chém tới. Đường hạo cuối cùng liếc nhìn phương xa chính đang phiêu lưu nhi tử sau, hai mắt biến đỏ như máu, sát thần lĩnh vực mở, đại tu di chù y, chính hoàng cùng nổ. Chính viên hồn hoàng cùng nhau phá toái, hết thảy hồn lực truyền vào tiếng vào hạo thiên chù y bên trong, hạo thiên chù y biến cực kỳ to lớn, đỏ như máu ánh sáng tỏa sáng, một chùy về qua đi. Một búa này là đường hạo một đòn toàn lực, đường hạo rõ ràng, thiên đạo lưu là có thể theo gia gia hắn đường thần năm ăn năm thua người, 92 cấp hắn trong tay thiên đạo lưu đi không qua một chiêu, chỉ có được ăn cả ngã về không mới có một chút hy vọng sống. Âm âm, một đóa to lớn đám mây hình nắm xuất hiện, thiên đạo lưu không nghĩ tới đường hạo sẽ như vậy, nhưng càng không nghĩ tới một búa này uy lực dĩ nhiên đạt đến 99 cấp phong hào đấu la sàn nhà gạch lực công kích, nhất thời không dùng toàn lực hắn bị đập bay ra ngoài. Mà đường hạo cũng như thế, trong miệng máu tươi phun mạnh mượn cường hãn sóng trùng kích về phía sau bay, đập xuyên số ngọn núi, sau khi hạ xuống cũng không quay đầu lại trực tiếp lao nhanh. 97 cấp đường Hạo chính hoàng tệ nổ tiếp cận thần một đòn, như vậy 92 cấp đường Hạo chính hoàng cùng nổ miễn cưỡng đạt đến 99 cấp phong Hạo đấu la lực công kích nên nói còn nghe được đi, dù sao 99 cấp cũng có mạnh yếu phân chia, 99 cấp bên trên còn có bán thần, nếu như các độc giả không chấp nhận cũng không cần phải lo lắng coi như là cho nguyên tác đường hạo một bộ mặt, ở trong quyển sách này, đường hạo chỉ có hai lần trang bức cơ. Hội, cái khác đều là chịu đòn, mặt sau cho chư vị thỏa mãn giải bài thi, một bên khác thiên đạo lưu tự bị hắn va trong hố đi ra, nhìn qua không bị thương tích gì, không có lại đuổi tới. Mấy vị trên người mặc võ hồn điện y phục màu đỏ sức thành viên xuất hiện ở thiên đạo lưu bên người quỳ một gối, run run rẩy rẩy nói. Đại cung phụng, chúng ta còn muốn tiếp tục truy sát đường hạo sao không cần thanh âm bình tĩnh từ thiên đạo lưu trong miệng truyền ra nghe không ra sướng vui đau buồn lúc này một cái sau lưng có một đôi kim ưng cánh hồn thánh từ phương xa bay tới trong tay ông một đứa con nít chính là đường hạo không thể không vứt bỏ nhi tử kim ưng hồn thánh cung kính nói dò hỏi đại cung phụng đây là con trai của đường hạo chúng ta có muốn hay không tên này hồn thánh làm một cái bôi cổ động tác thiên đạo lưu chậm rãi mở miệng ánh mắt tràn ngập phức tạp mang về hắn sống sót so với chết càng có giá trị tuân mệnh ở bọn họ bay trở về võ hồn điện quá trình bên trong trẻ con mở mắt ra con mắt ở kể ra hắn không phải một cái đơn giản trẻ con đường hạo thiên đạo lưu màn ba tháng trôi qua nguyên lai cha của ta lại là đường hạo a ta lại xuyên qua đến đấu la đại lục nhưng tại sao ta kiếp trước ta gia đình đều không nhớ ra được một lát sau nghĩ đến hiện tại chính mình chính đang đi tới cái nào trong nội tâm cười thảm một tiếng vận mệnh đáng lo a à? ts nguyên tác có từng nói thả biển thiên đạo lưu truy sát đường hạo kết quả nhường đường hạo chạy trốn hiện tại còn thích đường tam các độc giả có thể nhìn sách này 45 80 chương chân chính lấy một người đứng xem góc độ đối xử đường tam là cái thế nào một người có loạn đen các ngươi chém chết ta đây là tác giả thủ sách sông nữ chính Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na. Nhân vật chính triệt để thấy rõ tất cả đường gia bản chất sau bắt đầu dẫm đường Tam, dẫm đường Hạo, Ngược Ngọc Tiểu Cương, Tam quan không theo năm quan đi, cầu ủng hộ. Quy Quy Group 88145707 chính sách mới, đấu La chi bắt đầu đoạn tuyệt với đường Hạo, tấu chương xong. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 2 Dưỡng mẫu bỉ bỉ đông, lấy tên bỉ bỉ hàng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Võ hồn điện một chỗ trong mật thất, một cô gái đang tu luyện, dung mạo của nàng tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, vóc người cao gầy đầy đặn, nhưng trên người bị tà ác màu xanh lục khí tức bao trùm, hoàng mỹ dung nhan có chút dữ tợn. Sau một thời gian ngắn, tu luyện hoàn tất, nàng chậm rãi mở mắt ra, thở nhẹ một hơi nói. Rốt cuộc tiêu hóa xong, là sát thần đệ nhất khảo cũng kết thúc, các loại lại thêm một viên hồn hoàng ta là có thể đột phá phong hào đấu la. Thiên đạo lưu, ngươi cho rằng ngươi buông tha ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi, sai rồi. Ở tên súc sinh kia giam cầm ta sinh ra tiểu tuyết ngươi mặc kệ thời điểm, ngươi vận mệnh liền đã định trước, ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi, sau đó triệt để hủy diệt thiên sứ bộ tộc các ngươi căn cơ. Ngươi nói chuyện này chính là võ hồn điện đương đại thánh nữ bị bỉ đông, nàng hai mắt đỏ như máu, phản phất ác quỷ của địa ngục, trong giọng nói tràn ngập vô tận sát ý. Từ mật thất đi ra sau nàng khuôn mặt bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không phát sinh, hô hoáng tới một cái hồng y giáo chủ hỏi một chút gần nhất phát sinh cái gì. Hồi ngoặt bẩm thánh nữ điện hạ, đại cung phụng truy sát đường hạo thất bại, hạo thiên tông ẩn thế, đại cung phụng còn mang về một đứa bé, hình như là của đường hạo. Nghe đến mấy cái này trong lòng bỉ bỉ đông cười lạnh một tiếng, một cái mới vừa đột phá phong hào đấu la đường hạo, ngươi một cái bán thần đều không giết được hắn, đến cùng là đường hạo thật sự nghịch thiên, vẫn là ngươi cố ý thả chạy. Nhưng đường hạo hài tử đúng là thú vị. Trở về bên này, trẻ con nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng, trải qua, đói bụng liền khóc, uống ngủ tháng ngày. Sau một thời gian ngắn, một vị một thân màu đen nạm vàng văn lộng lấy trường bạo, đầu đội cửu khúc tử kim quan nữ tự chính hướng giáo hoàng điện đi đến, nàng chính là mới vừa kế vị bỉ bỉ đông có điều lúc này tâm tình tự hồ không tốt như thế nào. Đáng chết, thiên đạo lưu cái kia lão bất tử quả nhiên không có ý tốt, các đời giáo hoàng vốn có thể điều động trừ cung phụng điện bên ngoài hết thảy trưởng lão, đến chính mình nơi này chỉ có cúc quỷ hai tên phong hào đấu la. Muốn đi mượn người thu được thứ chính hồn hoàng đều không làm được. Lúc này bỉ bỉ đông đột nhiên nghe được trẻ con gào khóc âm thanh, nàng nhìn bên cạnh gian phòng đẩy cửa đi vào, khi thấy một cái chính đang oa oa khóc lớn trẻ con trẻ con. Chẳng lẽ đây chính là con trai của đường hạo? Sau đó một cái trên người có sữa thơm phụ nữ đi vào, chính là vì là trẻ con có vú vú em. Nhìn thấy bỉ bỉ đông bóng người sau, mau mau quỳ xuống, kính cẩn nói. Tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Lên đi. Tạ giáo hoàng miệng hạ. Bản tọa hỏi ngươi, cái này trẻ con nhưng là đại cung phụng mang về hài tử. Hồi bẩm giáo hoàng miệng hạ, chuyện này ta cũng không rõ ràng, chỉ là có vị đại nhân để cho ta tới làm trẻ con vú em. Bỉ bỉ đông gật gật đầu, nói. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Nhìn vú em cẩn thận từng ly từng tí một đem trẻ con ông lấy, quy sữa, bỉ bỉ đông ánh mắt lờ mờ, trên mặt biểu hiện cực kỳ phức tạp, nhìn một hồi liền rời đi. Chạng vạn, bỉ bỉ đông xử lý xong sự vật sau hướng về chính mình phòng ngủ đi đến, nàng lại lần nữa nhìn thấy gian phòng kia, bỗng dưng đi vào. Bỉ Bỉ Đông đã biết trẻ con thân phận, đúng là con trai của Đường Hạo. Lúc này trẻ con như cũ vô thần nhìn trần nhà, nghĩ sau đó nên làm gì, là sau đó bị võ hồng điện dạy dỗ vì là chỉ có thể giết người công cụ, vẫn là phản kháng sau bị giết. Tuy rằng đường hạo vứt bỏ hắn, thế nhưng hắn không hề hận đường hạo, bởi vì hắn biết rõ đường hạo không phải cố ý vứt bỏ hắn. Hắn nghe có người đến, vô thần con mắt cùng đi vào bỉ bỉ đông đối diện. Bỉ bỉ đông có chút xúc động, trẻ con tao ngộ cùng ánh mắt làm cho nàng có chút cảm động lây. Mẫu thân hắn chết đi, phụ thân vứt bỏ, mà chính mình không cha không mẹ, đã từng tin tưởng nhất, tôn kính nhất lão sư là cái cầm thú. Bỉ bỉ đông không có cân nhắc tại sao trẻ con sẽ có ánh mắt ấy, đi tới bên cạnh hắn, dùng tay nhẹ nhàng vò vò hắn mặt. Mà ở trẻ con nhìn thấy bỉ bỉ đông thời điểm liền biết rồi thân phận của bỉ bỉ đông, bởi vì buổi sáng sửa lời của mẹ nói cho hắn cảm giác được bỉ bỉ đông đối với động tác của hắn hắn đối với bỉ bỉ đông cười bởi vì bỉ bỉ đông xem như là hắn ân nhân giúp hắn báo dết mẫu mối thù tuy rằng nàng là võ hồn điện giáo hoàng thế nhưng họa không kịp người nhà hoa hạ giáo dục thâm nhập ta tâm hại chết mẫu thân hắn người trừ một vị trọng thương phong hào đấu la bên ngoài đều chết người bình thường đều có thể bởi vậy nhường trẻ con đối với hắn cười huống hồ nàng là ân nhân cũng chính bởi vì này cười trẻ con ở trong lòng bị bỉ đông vị trí xảo nhiên phát sinh thay đổi. Lúc này bị bỉ, bỉ đông không có đồ đệ, không có bằng hữu, con gái cũng không tại người một bên, trong lòng tràn ngập cừu hận. Này cười phản phất là một tia ánh mặt trời chiếu ở bỉ bỉ đông sắp hoàn toàn đóng băng trong lòng. Trải qua mật thất sự kiện sau đó, trên mặt không ở có vẻ mặt bỉ bỉ đông cười, này cười nhường cả phòng đều sáng rực rất nhiều. Dần dần, bỉ bỉ đông bắt đầu đùa hắn, mặt sau còn hống hắn ngủ hắn vốn là tiểu hài tử, không nhiều như vậy tinh thần, cứ việc bị bỉ đông thủ pháp mới lạ, nhưng như cũ ngủ thiếp đi. Ly biệt trước, bỉ bỉ đông nhìn ngủ trẻ con, trên mặt có mẫu thân giống như hiền lành. Thực sự là đáng yêu, mỗi cái trẻ con đều như vậy đáng yêu đi. Sau đó giọng nói vừa chuyển, tuyết nhi, ngươi hiện tại nên ở vì để cho ta tán thành mà thả xuống kiêu ngạo, làm một cái hầu gái sao, nhưng là ta thật sự không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt thống khổ, cúi đầu, chảy xuống bi thương nước mắt, lại liếc nhìn trẻ con, sau đó rời đi. Đánh vậy sau này, Bỉ Bỉ Đông thường thường đều sẽ tới nhìn hắn, đùa hắn, lại qua mấy tháng, hắn cai sữa sau khi, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp dẫn hắn đến nàng phòng ngủ, cho món đồ chơi, quy đồ vật ăn. "Tiểu gia hỏa, có hay không bé ngoan nghe lời, ta lại mang cho ngươi món đồ chơi mới." Hiện tại Bỉ Bỉ Đông trên mặt có nụ cười có vẻ ánh mặt trời rất nhiều. Cũng không thể vẫn gọi ngươi tiểu gia hỏa, gọi ngươi là gì tốt đây. Đường, không, ta tại sao phải nhường ngươi họ đường, ngươi là ta nuôi lớn nên theo ta họ, hoa tuyết, băng tuyết. Hàng tuyết, ân. Bỉ bỉ đông khẽ cười nói. Từ hôm nay trở đi, ta gọi ngươi bỉ bỉ hàng, hàng nhi, tiểu hàng, tốt sao. Mà trẻ con nở nụ cười, tự hồ cảm thấy danh tự này không sai, cho tới đường hạo trước gọi hắn cái gì, hắn sớm quên. Miệng phun ra hai chữ, mẹ. Bỉ bỉ đông toàn thân bỗng nhiên chấn động, hai tay giơ lên hắn, âm thanh tiết lộ một loại khát vọng nói đến. Lại gọi một lần. Trẻ con một điểm không có không tình nguyện ý tứ, nuôi nấng hắn nữ nhân, tự nhiên phải gọi, mẹ. Tốt, tốt, ta có hài tử, ta không còn là cô đơn một người. Từ đó, một cái gọi bỉ bỉ hàng trẻ con sinh ra, mẫu thân bỉ bỉ đông dậy bỉ bỉ hàng nhận thức chữ, đọc sách, làm bạn bỉ bỉ hàng tuổi ấu thơ. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Võ Hồng Điền khởi nguyên cùng chức trách. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Võ Hồng Điện một cái gian phòng nhỏ bên trong có một cái một đầu màu xanh làm tóc ngắn, hình dạng có chút phổ thông, da dẻ có chút trắng mịn, thân cao tiếp cận một mét hai bé trai chính đang rèn luyện, ở chống đẩy. 97, 98, 99, 100 hàng nhi, nên ăn cơm. Một đạo hiền lành âm thanh truyền đến. Hả, đến. Chạy vào phòng tắm, đơn giản dùng khăn khô lau một hồi, đổi bộ quần áo, hướng đi dùng cơm. Mẫu thân bị bỉ đông đang chờ hắn ăn cơm, bị bỉ hàng hì hì cười ngồi ở bên cạnh nàng. Bỉ bỉ đông sờ sờ hắn tóc nói. Lại đi rèn luyện. Đương nhiên, trên sách viết hồn sư bởi vì cường độ thân thể không thể chịu đựng hồn hoàng áp lực mà bạo thể mà chết. Điều này nói rõ thân thể càng mạnh có thể hấp thu hồn hoàng niên hạng càng cao. Vì lẽ đó ta muốn nhường thân thể không ngừng tăng cao, làm đến hai hoàng tím, bốn hoàng đen kinh người bố trí để cho người khác biết mẹ nhi tử có nhiều ưu tú, vì là mẹ làm vẻ vang. Bỉ bỉ hàng vẻ mặt kiên định nói: Hảo hài tử, mẹ tin tưởng ngươi, bắt đầu ăn đi, đều là ngươi thích ăn nhìn trước bàn một bàn sơn hào hải vị, bị bỉ hàng nuốt nuốt nước miếng, cầm đũa lên, ăn cơm. Bỉ bỉ hàng có thể ở cái tuổi này liền có thể làm nhiều như vậy hít đất, những này sơn hào hải vị chiếm rất lớn tác dụng. Mẹ, ngươi có thể hay không cho ta tàn thư các tầng cao nhất lệnh bài? Tại sao? Bỉ bỉ đông có chút không muốn để cho bỉ bỉ hàng đi đỉnh chấp, bởi vì nơi đó có nàng căm ghét đồ vật. Bởi những thứ khác địa phương ta đều không khác mấy xem xong, liền còn sót lại tầng cao nhất, mẹ liền để ta đi à. Bỉ bỉ đông suy tư một chút, vẫn là đem lệnh bài cho bỉ bỉ hàng. Cảm ơn mẹ. Ăn cơm đi. Buổi sáng rèn luyện, buổi chiều đọc sách, bỉ bỉ hàng một ngày trên căn bản đều là như vậy. Mà sở dĩ hắn có thể xem tiếng vào nhiều như vậy sách, là bởi vì hắn đi tới cái thế giới này, lại nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực. Bỉ bỉ đông nghe được, tại chỗ liền khiếp sợ, bởi vì mọi người đều biết, thiên phú càng tốt, học đồ vật năng lực liền càng cường, trí nhớ cũng là càng cường, nhưng đã gặp qua là không quên được loại năng lực này, liền ngay cả bị bỉ đông chính mình cũng không làm được, ở nàng nhận thức phạm vi bên trong có thể làm được điểm này thiên tài chỉ có một cái. Nhìn bỉ bỉ hàng rời đi bóng lưng, bỉ bỉ đông trên mặt có giày đặc vẻ lo âu, lẩm bẩm. Tiểu hàng, nếu như ở nơi đó thật nhìn thấy tên kia, chỉ có thể dựa vào người chính mình nếu như ngươi thiên phú thật sự ưu tú như vậy, mẹ thực lực bây giờ còn không cách nào bảo vệ ngươi. Trải qua sáu tầng thang lầu, bị bỉ hàng đi tới tầng cao nhất tầng thứ bảy. Tàn thư các bảy tầng, mỗi một tầng đều thả tương ứng giá trị sách, tầng thứ nhất, chỉ cần là võ hồng thành người liền có thể đi vào, những kia đều là trụ cột nhất, còn lại tầng liền cần tương ứng quyền hạn. Trong đó tầng thứ bảy, không phải giáo hoàng cùng cung phụng không thể vào. Vốn là thánh tử thánh nữ cùng trưởng lão điện trưởng lão cũng có thể đi vào, nhưng bởi vì nào đó nào đó nguyên nhân thánh tử thánh nữ không cách nào tiến vào, mà cùng thánh tử thánh nữ cùng cấp trưởng lão khác tự nhiên cũng không thể vào, trừ phi có chuyên môn lệnh bài. Đi tới bảy tầng cửa, có hai vị hồn đấu la cường giả trông coi. Liền một cánh cửa a, à, liền hồn đấu la trông coi, có thể thấy được võ hồn điện đối với nó coi trọng trình độ, muốn biết giáo hoàng điện hộ điện kỵ sĩ cũng là hồn vương thanh âm lạnh như băng không mang theo cảm tất tình từ ra bọn họ trong miệng phun ra, đơn giản hai chữ, lệnh bài. Bỉ bỉ hàng duỗi tay một cái, lệnh bài xuất hiện. Hai người tránh ra nói. Đi vào tầng thứ bảy bên trong, một căn phòng nhỏ con bên trong, bỉ bỉ hàng cảm giác đầu tiên là dày nặng. Nơi này không có thiên tài địa bảo, cũng không có hồn cốt, nhưng đối với võ hồn điện mà nói, nơi này có thiên tài địa bảo, hồn cốt cũng không cách nào khá là vật phẩm, vậy thì là sách sử. Bên trong sách không hề nhiều, nhưng những kia sách đều có rõ ràng năm tháng dấu vết. Trong đó chính diện có một bức to lớn tranh vẽ, nó chiếm toàn bộ phòng nhỏ một phần tư vị trí, tên của nó gọi là Thiên Sứ Trấn Tà Ảnh. Mặt trên có một cái lưng mọc sáu dực, bề ngoài cực kỳ mỹ lệ thiên sứ, cả người thật giống nữ võ thần như thế, trong tay cầm một thanh kiếm, trấn áp phía dưới khuôn mặt đáng ghê tởm, khát máu tàn bạo hồn sư. Bỉ Bỉ Hàng đưa đến sách quan sát, một bản cổ điển sách, mặt trên viết, Võ Hồn Điện lịch sử. Năm. Nguyệt. Ngày Võ Hồn Điện thành lập, tính toán thời gian đã có vạn năm. Vạn năm trước đây, đại lục tà hồn sư tàn phá, bách tính bị hại nặng nề, đang lúc này, một vị vác thân sáu dực nữ tử xuất hiện, trong mắt của nàng tràn ngập đối với thế nhân thương hại, trên người thần thánh quang minh khí tức nhường tà hồn sư cực kỳ sợ hãi, nàng thực lực cường hãn, một người một kiếm, quét ngang vô số tà hồn sư, cuối cùng sáng lập võ hồn điện. Các lộ anh hùng đồng thời tập kết diệt tà hồn sư, bình định tà hồn sư chi loạn. Làm nàng đánh giết tà hồn sư đại trưởng lão, một vị cường đáng sợ 99 cấp cực hạn đấu la thời điểm, đại lục tất cả mọi người cộng tôn thiên sứ thần, đột phá trăm cấp thành tựu thần vị. Lưu lại võ hồn điện tiếp tục trấn áp tà hồn sư, bảo vệ hòa bình. Khép lại quyển sách này. Bỉ Bỉ Hàng không nói gì, nghĩ đến nguyên lai võ hồn điện lịch sử thậm chí muốn vượt qua hai đế quốc lớn, chẳng trách có nói hai đế quốc lớn vẫn ở làm nhạc thần linh ảnh hưởng, mà giữ gìn hoàng quyền chí thượng quan điểm. Xem qua nguyên tác, rõ ràng hai đế quốc lớn quý tộc có cỡ nào buồn nôn. Bỉ Bỉ Hàng xem thường cười, a, à, hoàng quyền chí thượng, tương lai ta sẽ để các ngươi biết cái gì mới thật sự là chí thượng. Người bạn nhỏ, sách xem như thế nào a? À? một đạo hiền lành âm thanh xuất hiện, Bỉ bỉ hàng mới chú ý tới bên người có một cái tuổi chừng 60, thân mang một mặt trường bào màu xám, trên mặt vẻ mặt cực kỳ hòa ái lão già. Ừm, ta thu hoạch rất lớn. Bỉ bỉ hàng trả lời. Bỉ bỉ hàng hoàn toàn không có nhận ra vị lão giả này là ai, bởi vì mẫu thân căn bản chưa nói cho hắn biết tiếng vào điều kiện nơi này, vì lẽ đó liền cho rằng thân phận đầy đủ là được. Lão già phản phất hứng thú, hỏi, có thu hoạch gì? Bỉ bỉ hàng suy tư một hồi theo lão già nói tới. Lão già gật gù nói. Không sai, thế gian quả thật có tà hồn sư, hơn nữa bọn họ là dết không xong, bởi vì khát vọng đối với sức mạnh, cũng có tâm linh vặn vẹo nhường bọn họ sa đọa. Lão gia gia, ta hỏi một chút, nếu như một cái hồn sư không ngừng chịu đến ức hiếp sẽ biến thành tà hồn sư sao? Bỉ bỉ hàng đặt câu hỏi. Lão già nói. Có thể sẽ, nếu như bởi vì ức hiếp nhường bọn họ tâm linh vặn vẹo, theo đuổi sức mạnh, đi nhầm vào lạc lối, sẽ trở thành tà hồn sư. Bỉ bỉ hàng chưa từng xem đấu hai, nhưng vẫn là nghe qua mấy người nói. Đấu hai tà hồn sư tàn phá, bách tính dân chúng làm than, thay thế võ hồn điện thế lực mạnh nhất sử lai khắc, vùng cánh tay hô lên hơn 10 vị phong hào đấu la hiện thế làm nhật nguyệt đại lục, nhưng làm không rơi tà hồn sư, hạo thiên tông cao cao tại thượng ẩn thế mặc kệ, đồng ý phái người bảo vệ đường vũ đồng không tình nguyện vì là đại lục bách tính cống hiến sức mạnh mà bách tính ở quý tộc trong mắt không bằng chó bỉ bỉ hàng hít mắt lại ta rõ ràng câu nói này một lời hai ý nghĩa sau khi một lớn một nhỏ hai người tiếp tục hàng huyên lên mãi đến tận hoàng hôn nhanh đến giờ cơm lão gia gia ta đi trước ông già kia cười nhìn bỉ bỉ hàng rời đi bóng người sau khi biến mất không còn tâm hơi tấu chương xong Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Võ hồn giác tỉnh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đang đi tới đi ăn cơm tối trên đường, bị bỉ hàng nghĩ đến rất nhiều, hắn sẽ không phản bội mẹ mình bị bỉ đông, cũng sẽ không để cho chính mình mẹ trong tương lai hủy diệt võ hồn điện. Võ hồn điện dĩ nhiên cũng có hắc ám, hơn nữa sự tồn tại của nó đối với đại lục quý tộc là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể lập tức diệt trừ, nhưng cũng là bách tính có thể không bị hồn sư xâm hại bảo vệ thuẫn. Chính như trước đây không lâu hỗn thế ma vương triệu vô cực chính là bởi vì võ hồn điện đuổi bắt mới không dám thương tổn bình dân bắt đầu trốn, loại này ví dụ chỗ nào cũng có. Thủ vệ liệp hồn xâm lâm, không nhường hồn thú ra tới quấy rối, trấn áp tà hồn sư nhường bọn họ dường như cống thoát nước con chuột, cùng với theo sát lục chi vương ký kết, nhường hắn quản lý sát lục chi đô các loại. Bỉ bỉ hàng thở dài, nghĩ, vẫn là phải có thực lực a à, có thực lực mới có thể làm đến những này có thực lực mới có thể trong tương lai bảo vệ võ hồng điện đường tam a ta huynh đệ duy nhất ta mặc kệ ngươi chuyển thế cũng tốt đoạt xá cũng được ánh sáng chỉ ngươi tri kỹ chăm sóc đường hạo ba bốn năm ta liền tuyệt đối thừa nhận ngươi ta cũng không muốn cùng ngươi xung đột vũ trang mấy ngày sau thức tỉnh điện bỉ bỉ đông chính nắm bỉ bỉ hàng tây đi tới nơi này tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Thức tỉnh điện người cùng nhau quỳ một gối. Bình thân. Tạ giáo hoàng miệng hạ. Hàng nhi, ngươi võ hồn giác tỉnh đã đến giờ. Ừm, mẹ. Ánh mắt của bỉ bỉ đông cực kỳ nói thật. Có thể thành hay không vì là hồn sư là một cái khe, mà tiên thiên hồn lực bao nhiêu cũng đại biểu ngươi tương lai đường có bao xa, bất luận ngươi thiên phú là cao là thấp, ngươi đều là con trai của ta. Lấy nàng nắm giữ tuổi thọ, dù cho tiểu hàng không có hồn lực, nàng cũng có thể làm cho hắn cả đời áo cơm không lo, không bị bắt nạt. Ta tin tưởng mình nhất định có thể thức tỉnh tốt võ hồn. Bỉ Bỉ Hàng nói. Sau đó Bỉ Bỉ Hàng không chút nào sợ hãi hướng đi dùng tảng đá dọn xong hình lục giác trong trận pháp, lại nhìn một chút mẫu thân tràn ngập cổ vũ cùng ánh mắt mong đợi. Thức tỉnh người là một cái hồn đế, võ hồn điện nhưng là một cái thành phố lớn hàng năm không biết bao nhiêu người muốn thức tỉnh, bởi vậy cấp bậc này rất bình thường. Giáo hoàng nhi tử, hồn đế không dám khinh thường thôi thúc hồn lực. Bỉ bỉ hàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hào quang màu vàng kim nhạt bọc, hào quang màu vàng ống hình thành một cái lồng ánh sáng. Hắn phản phất tiến vào một cái ấm áp thế giới, đột nhiên cảm giác thể nội có hai thứ dãy dụ muốn đi ra. Bỉ bỉ hàng tay phải đã dơ lên, nhưng không có vỏ hồn xuất hiện. Hồn đế hồn sư có chút kinh hoảng nhìn về phía giáo hoàng. Bỉ bỉ đông cũng có chút bận tâm, nói. Gia tăng hồn lực chuyển vận lượng. Hồn đế chuyển động theo. Rốt cục, bỉ bỉ hàng cảm giác được khối này mạng mỏng phá tan, hai cái tay đều dơ lên, một thanh đen mụn nhọt búa nhỏ cùng một đóa tùy ý có thể thấy được lam ngân thảo xuất hiện. Song sinh võ hồn. Mọi người tề hô, sau đó lại bình tĩnh lại, bởi vì cái kia hai cái võ hồn không có cái gì uy thế. Mọi người đều biết, càng cường đại võ hồn, uy thế lại càng lớn. Như tiên thiên hồn lực càng cao hạo thiên chủ y sản sinh bá khí liền càng cường, thất bảo lưu ly tháp căn cứ xuất hiện bảy loại màu sắc ánh sáng lóng lánh trình độ để phán đoán, mà bị bỉ hàng hai cái võ hồn một điểm uy thế đều không có, lẽ nào là phế võ hồn, song sinh phế võ hồn. Mọi người nghĩ đến kết quả này. Chỉ có hai người không nghĩ như thế, một cái là bỉ bỉ đông, nàng có thể cảm giác hai cái võ hồn không bình thường, còn có một cái chính là thức tỉnh hồn đế hồn sư, sắc mặt hắn không ngừng biến trắng, hắn cảm giác mình hồn lực không ngừng bị hút đi, rất nhanh liền không lực. Cảm giác được không hồn lực hút võ hồn, bắt đầu hút trên người của bỉ bỉ hàng hồn lực. Bỉ bỉ hàng cực kỳ khó chịu nói. Mẹ, cho ta hồn lực, ta hồn lực không đủ. Bỉ bỉ đông có chút kinh hỉ, đi tới bỉ bỉ hàng phía sau, hai tay thả ở sau lưng của hắn, hồn lực chuyển vận. Nàng cảm giác thân thể của bỉ bỉ hàng phản phất là cái động không đáy, không ngừng hút đi nàng phóng ra hồn lực. Tùy theo một vàng, hai tím, năm đen, một đỏ cửu đại hồn hoàng xuất hiện. Thức tỉnh điện hết thảy hồn sư đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía cái kia một viên màu đỏ hồn hoàng. Màu đỏ, đại biểu 10 vạn năm, là hồn sư giới thứ nhất chí bảo, bởi vì nắm giữ nó người tất nắm giữ 10 vạn năm hồn cốt đến cùng có nhiều quý giá, không cách nào tính toán, chỉ cần biết một khối ngàn năm hồn cốt được xuất bản, sẽ xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu. Hồn lực không dừng truyền vào ở hai cái vỏ hồn lên, hai cái vỏ hồn cũng phát sinh ra biến hóa. Búa vỏ hồn mặt trên màu đen sát ngoài không ngừng rạn nứt, làm ngân thảo vỏ hồn biến thành màu vàng, một cái lại một cái màu xanh lam hoa văn xuất hiện. Làm màu đen sát ngoài hoàn toàn phá toái, một thanh màu vàng toàn thân vận quanh màu tím điện lưu búa một đóa nằm dày đặc màu xanh lam đường nét màu vàng lam ngân thảo cũng tỏa ra sinh mệnh khí tức. Sau đó hai đạo quan mang từ võ hồn bên trong phóng thích, ở vào lam quan phạm vi bên trong người, cảm giác tinh thần thoải mái, một ít bé nhỏ vết thương chính đang khép lại, mà nơi cùng kim quan phạm vi bên trong người cảm giác toàn thân cơ năng đều chậm đần độn một chút. Bọn họ kém kiến thức, không biết là cái gì, nhưng bị bỉ đông cực kỳ rõ ràng, bởi vì nàng cũng có, lĩnh vực bỉ bỉ hàng hình dạng cũng phát sinh biến hóa lông trời lở đất, nguyên bản màu lâm nhạt tóc ngắn biến tóc dài đến eo, màu sắc biến thành màu xanh da trời, trong đó có bộ phận tóc biến thành màu vàng. Thường thường không có gì là khuôn mặt nhỏ cũng biến thành cực kỳ trắng mịn thanh tú, lớn rồi định là một cái cực kỳ anh tuấn Mỹ nam tử. Thức tỉnh kết thúc, võ hồn thu hồi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, nhớ kỹ trừ tiểu hàng dung mạo đại biến, cái khác. Bỉ bỉ đông không hề nói tiếp, nhưng trong mắt sát ý hết sức rõ ràng. Tuân mệnh. Tất cả mọi người mau mau rời đi, thiết huyết nữ giáo hoàng uy danh ở hồn sư giới đều vô cùng nổi tiếng. Lớn cửa đóng lại, bỉ bỉ đông nhìn bỉ bỉ hàng trắng mịn khuôn mặt nhỏ bé, hai cái tay trực tiếp dùng nắm đi tới, chỉ cảm thấy cảm giác cực kỳ tốt. Mẹ, đừng nắm. Bỉ bỉ hàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hàng nhi, ngươi hai cái vỏ hồn lại thả ra cho mẹ nhìn. Không sai, cảm giác này chính là Hàng Nhi, này hai cái võ hồn tên gọi là gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi Bỉ Bỉ Hàng Long mày câu lại, trả lời Lam Ngân Thần, Hạo Thiên Thần chú ý Lam Ngân Thảo, ngàn năm vì là Thảo, vạn năm xưng vương, mười vạn năm phong hoàng, trăm vạn năm thành thần Lấy thần làm tên, thần tính khí tức Được 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 Bỉ Bỉ Đông kích động nói Hàng Nhi, Hạo Thiên Thần Chù Y không êm tai, sau đó liền gọi bố gọi Hạo Thiên Chù Y đi. Nghe lời này bỉ bỉ hàn cũng gật gù, Hạo Thiên Thần Chù Y tên xác thực khó nghe. Vừa dứt lời, bỉ bỉ đông lấy ra một cái so với thức tỉnh điện hồn lực cầu càng to lớn hơn một cái cầu. Hàng nhi, thử xem ngươi tiên thiên hồn lực. Bỉ bỉ hàng tay thả đi tới, nồng nặc ánh sáng sáng lên. 20 cấp, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Hảo nhi tử, con trai ngoan của ta, Hảo Nhi Tử. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5. Thần bí gói quà, kim ngạc đấu la. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Giáo Hoàng Điện, Bỉ bỉ hàng bị bỉ bỉ đông mang tới nơi này. Này, Cúc Gia Gia, Quỷ Gia Gia. Bỉ bỉ hàng lên tiếng chào hỏi, như thế gọi, là bởi vì bọn họ ở bỉ bỉ hàng trưởng thành thời điểm như một cái trưởng bối giống như chăm sóc hắn, mà bọn họ cao hơn bỉ bỉ đông đồng lứa. Ở trong nguyên tác, đường hạo nói qua giáo hoàng mang hai vị phong hào đấu la bị hắn đánh một chết một trọng thương. Chuyện lớn, cúc quỷ đấu la từ trước đến giờ đồng thời hành động. Vì lẽ đó hãm hại bỉ bỉ hàng mẹ để phong hào đấu la không phải bọn họ, vì lẽ đó như thế gọi sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Ngươi là tiểu hàng. Bọn họ ngẩn người hỏi. Từng, giác tỉnh võ hồn, trở nên đẹp trai. Bỉ Bỉ Hàn gật gù, trả lời. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp hướng đi giáo hoàng bảo tọa, làm đi tới, cả người khí thế phát sinh đại biến. Thiết huyết nữ giáo hoàng lên sàn. Bình thường âm thanh từ nàng trong miệng truyền ra, cúc trưởng lão, quỷ trưởng lão, tiểu hàng vũ hồn thức tỉnh rồi, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Bỉ bỉ đông nói cho bọn họ những này, không e dè, bởi vì luận tin tưởng trình độ ở toàn bộ võ hồn điện trừ bỉ bỉ hàng, cao nhất cũng chỉ có hai người này, hai người này cũng đem bỉ bỉ hàng làm hậu bối xem. Cái gì? 20 cấp cái kia chẳng phải là theo thiếu chủ một cái. Nhìn bỉ bỉ đông từ từ lạnh lẽo sắc mặt, bọn họ mau mau ngừng lại miệng, không hề nói tiếp. Nỗ lực quyết định hạng cuối, thiên phú quyết định hạng mức tối đa. Hồn sư giới tiên thiên hồn lực quyết định hạng mức tối đa. Tiên thiên bảy cấp là trở thành phong hào đấu la yêu cầu cơ bản nhất, nhưng người còn cần đỉnh cấp võ hồn, khắc khổ tu luyện sung túc tài nguyên mới được. Nếu như không phải đỉnh cấp võ hồn, không có đại kỳ ngộ, đỉnh thiên 89 hồn đấu la. Tiên thiên cấp 8, coi như người không có đỉnh cấp võ hồn cũng có thể trở thành phong hào đấu la, nhưng tài nguyên không thể thiếu, chính như trưởng lão điện chư vị phong hào đấu la. Tiên thiên cấp 9, cứ việc không có sung túc tài nguyên, nhưng cái kia vẫn là có thể trở thành phong hào đấu la, nếu như thân nơi võ hồn điện, ngươi còn có tiến vào cung phụng điện khả năng. Tiên thiên 10 cấp, cũng gọi tiên thiên mãn hồn lực, được khen là trăm năm khó gặp thiên tài, chỉ cần ngươi không bỏ bê tu luyện, là đầu heo đến làm lão sư, cái kia phong hào đấu la cũng là có tay là được. Tiên thiên 20 cấp, đã không dám nghĩ, duy nhất một vị, cứ việc hoang phế tu luyện, thế nhưng hồn lực đẳng cấp như cũ cùng thế hệ thứ nhất, đây chính là nó khủng bố. Cúc quỷ đấu la cao hứng đồng thời lại sâu sắc lo lắng, bởi vì bọn họ cùng trưởng lão điện không hợp nhau, nếu như trưởng lão điện nhìn thấy bị bỉ hàng đáng sợ thiên phú, còn có cái kia hạo thiên tông xuất thân, e sợ. Theo cúc quỷ hai vị gia gia gặp mặt sau bị bỉ hàng liền đi, trở lại phòng của chính mình, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, bởi vì, ở hắn giác tỉnh võ hồn sau hắn nghe được một thanh âm. Người xuyên việc ngươi tốt, ta là tuyên bố người mới gói quà, sau đó mỗi 10 cấp đều có thi lễ bao cho ngươi. Hiện tại ngươi có hai cái gói quà, ngươi là có hay không muốn mở ra? ở nơi đó bỉ bỉ hàng khó nói hiện tại hắn đương nhiên mở ra sẽ được cái gì đây bỉ bỉ hàng có chút chờ mong hai tia sáng rơi vào bỉ bỉ hàng trên tay sau khi xem con mắt trừng lớn sáu năm lần đầu thất thố ngươi đang đùa ta à này hai bản đồ vật là võ hồng lý luận bách khoa toàn thư hồn thú bách khoa bách khoa toàn thư ta muốn nó làm gì võ hồng điện thư viện đều bị ta gác trên không này hai đồ chơi vô dụng có thể hay hình không thay đổi nha. Bỉ bỉ hàng hỏi. Không thể, mở ra gói quà, bản hệ thống cũng nên đi, sau đó chờ ngươi đến 10 cấp gói quà sẽ tự động mở ra. Sau này không gặp lại. Âm thanh biến mất, bỉ bỉ hàng trực tiếp bối rối. Chính mình hẳn là mất mặt nhất ngón tay vàng ký chủ đi, tính, cũng đã tiên thiên 20, còn có cái gì tốt bi thương đây? Tiểu hàng. Hiền lành âm thanh truyền đến, chính là mẫu thân. Mẹ, đúng hay không muốn dạy ta tu luyện? Mẫu thân hiền lành cười, mẹ muốn dẫn ngươi đi thấy một người. Ai? Bỉ Bỉ hàng hỏi. Một cái có thể tốt nhất phát huy thiên phú của ngươi người. Bỉ Bỉ đông mang Bỉ Bỉ hàng đi tới một chỗ sân bãi, nơi đó đang có một lão giả đang đợi bọn họ. Người lão giả kia râu tóc bạc trắng, nhìn qua năm qua tám tuần, trên người mặc trường bào màu vàng ống, bạc thêu một cái giữ tận cá sấu lớn cá này quần áo. Là cung phụng, này võ hồn. Bỉ bỉ hàng biết hắn là ai, võ hồn điện, cung phụng điện nhị cung phụng, 98 cấp kim ngạc đấu la, cũng là tương lai bị đường hạo ba đập nện vỡ tâm thái vị kia. Kim ngạc liếc mắt nhìn bỉ bỉ đông, liền nhìn về phía hắn, con ngươi trừng lớn, kinh ngạc nói. Tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, đúng là thật sự. Sau đó kim ngạc có chút chăm chọc nói. Giáo hoàng, là một cái như vậy tiểu quỷ, da mỏng thịt non cũng muốn làm đồ đệ của ta, ha ha. Nghe nói như thế Bỉ bỉ hàng càng khó chịu, cái tên này mới ra trận liền không đem mẫu thân hắn để ở trong mắt, bây giờ càng là như vậy trào phúng hắn. Bỉ bỉ hàng trả lời. Một cái nhanh xuống mồ lão đầu tử, cũng muốn làm ta sư phụ. Kim Ngạc vẫn chưa chấp nhặt với bỉ bỉ hàng, mà là nhìn về phía bỉ bỉ đông, giáo hoàng, người chính là như thế dạy hài tử, như vậy có lễ phép đang nói rằng lễ phép hai chữ này thời điểm, kim ngạc khẩu khí khá là nặng. Bỉ bỉ hàng đứng trước một bước. Ta lễ phép chỉ đối với mấy người, một cái không đối với ta mẫu thân có lễ phép người, còn muốn ta có lễ phép. Ha ha ha, có chút cá tính. Sau đó kim ngạc đem một cái đồ vật ném đến trước mặt chúng ta, đó là một bộ y phục, nói với bỉ bỉ hàng. Mặc vào nó, chạy đến ta nói dựng mới thôi, ngươi liền dựng, bằng không ngươi không có theo ta học tập tư cách có điều một bộ y phục mà thôi. Bỉ bỉ hàng tiến lên tiện tay nhấc lên, y phục vẫn không nhúc nhích. Có chút nặng a. À. Làm sao, một bộ y phục đều nắm không nổi còn muốn theo ta học. Kim ngạc lại trào phúng một câu. Hừ, chỉ là nặng 70 cân y phục mà thôi. Bỉ bỉ hàng mặc vào nó trực tiếp bắt đầu chuyển vòng chạy. Vai, cánh tay đều được ép, tốt vô cùng rèn luyện trang bị. Một vòng lại một vòng, cảm giác mệt mỏi điên cuồng tập kích đại não, nhưng bỉ bỉ hàng bước tiến cũng không có hạ xuống. Bỉ bỉ hàng cực kỳ rõ ràng mẹ theo cung phụng điện nhìn nhau không hợp mắt, lần này vì mình khẳng định chịu trào phúng cùng bi ca quan, ta muốn nhường bọn họ biết ta ưu tú, đánh bọn họ mặt. Cũng không biết bao nhiêu vòng, bỉ bỉ hàng bước chân không còn chút sức lực nào, hô hấp ồ ồ, liếc mắt nhìn nạn hắn, nhìn mẫu thân lo lắng ánh mắt, cho mẫu thân một cái an tâm nụ cười, sau đó nhìn kim ngạc, tuy rằng kim ngạc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong mắt một vệt kinh ngạc bị bỉ hàng như cũ nhìn thấy, đối với hắn khiêu khích cười. Này cười qua đi, cảm giác lại có sức mạnh, tiếp tục gia tóc chạy, mãi đến tận triệt để không khí lực, ngã xuống. Lúc này một bóng người xuất hiện tiếp được bỉ bỉ hàng, chính là bỉ bỉ đông. Nhị cung phụng. Bỉ bỉ đông giọng nói vô cùng vì là không quen. Tên đồ đệ này ta thu. Kim ngạc rất thẳng thắng bỉ bỉ hàng bất luận chạy lộ trình vẫn là ý chí lực đều hoàn toàn đạt tiêu chuẩn hắn đồng ý tấu chương xong tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 6 kim ngạc luyện thể pháp thứ nhất dai ý chí lực nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bỉ bỉ đông mang theo bỉ bỉ hàng rời đi sau khi kim ngạc đấu la bên người lại xuất hiện một người nếu như bị bỉ hàng ở này nhất định sẽ nhận ra hắn là tàn thư các tầng thứ bảy xuất hiện ông già kia. Đại ca, chúng ta tại sao không giết hài tử kia, hài tử kia bất kể là thiên phú vẫn là nghị lực đều cực kỳ cường hãn, hắn chạy lộ trình còn siêu việt tiểu tuyết, nếu có thời gian hắn lại là một cái đường thần. Ngươi cũng biết nhân phẩm của ta, ta nếu thu đồ đệ, liền nhất định sẽ tận một cái sư phụ chức trách. Có thể làm cho Kim Ngạc gọi đại ca chỉ có võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu chuyện này tự có ta suy tính ngươi thỏa thích đi giao đi thiên đạo lưu trả lời sau đó thiên đạo lưu trở lại thiên sứ thần tượng bên dưới hắn nhớ lại cùng bỉ bỉ hàng trò chuyện thời điểm bỉ bỉ hàng nói câu nói kia nếu như đế quốc cùng quý tộc thật sự như vậy như vậy tương lai ta sẽ đưa chúng nó toàn bộ sang bằng thiên đạo lưu lạnh nhạt nói ta từ trong lời nói của ngươi nghe ra ngươi quyết tâm nếu như ngươi tương lai ngã về chúng nó bên kia dù cho lấy lớn ép nhỏ, dù cho võ hồn điện liền như vậy phân liệt, dù cho vi phạm đường thần cùng ta ước định, ta cũng nhất định sẽ đưa ngươi xóa đi. Giáo hoàng điện một cái gian nhà, bị bỉ hàng từ một cái tỏa ra mùi thuốc thùng lớn bên trong tỉnh lại, lúc này hắn chỉ xuyên một cái quần cọc. Tiểu hàng, ngươi tỉnh rồi. Ẻo lạ âm thanh truyền đến. Cúc gia gia, ta làm sao ở đây? Ngươi mệt hôn mê, giáo hoàng miệng hạ, đưa ngươi đưa đến nơi này đến điều dưỡng có điều tiểu hàng ngươi cũng thật là lợi hại lại có thể thông qua nhị cung phụng thử thách đây là tắm thuốc đời đời võ hồn điện đỉnh cấp thiên tài đều sẽ như vậy những này tắm thuốc là bảo đảm có thể kéo dài huấn luyện không để lại ám thương căn bản hơn nữa còn có thể cường hóa người sử dụng thể chất tiểu hàng trên người ngươi có còn hay không mỏi mệt chưa? cúc đấu la hỏi không có một điểm không có ừm quái tai lại tốt dược liệu cũng không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, lại không phải thương. Tiểu hàng, nhị cung phụng gọi ngươi tỉnh rồi trở lại cái kia sân nhỏ. Mặt chỉnh tề bỉ bỉ hàng đi tới cái kia sân nhỏ, kim ngạc đang ngồi ở trên một cái ghế uống trà. Nhìn thấy bỉ bỉ hàng đến thẳng nhiên nói. Tuy rằng ngươi thông qua ta thử thách, thế nhưng ta còn phải xem ngươi đến tiếp sau biểu hiện mới có thể làm cho ngươi gọi ta sư phụ. Bỉ bỉ hàng trả lời cái kia không thể tốt hơn, tránh ngươi không được, còn chiếm tương lai tiện nghi của ta. Tuy rằng từ quốc gia gia nơi ấy nghe nói, nhị cung phụng luyện thể phương pháp, đại lục tuyệt đỉnh, thế nhưng lời không thể hư, bằng không chính là yếu thế. Khá lắm, hiện tại liền bắt đầu huấn luyện. Kim ngạc đứng lên, một cổ uy thế rơi vào trên người bị bỉ hàng, bị bỉ hàng bị ép nửa lệch thân thể. Cho ta đi chạy bộ, chạy đến trước cái kia trạng thái mới thôi. Cường hãn uy thế vừa đúng, áp bức thân thể của bỉ bỉ hàng các nơi, nhưng thân thể hắn toàn phương vị được trèn luyện. Không thể không cảm thán kim ngạc hồn lực khống chế mạnh. Bỉ bỉ hàng chạy lên, ngay ở kim ngạc uy thế phóng thích phạm vi bên trong. Kim ngạc tên khốn kiếp kia lại còn có thể một bên thả uy thế vừa uống trà, khỏi nói nhiều tiêu sái. Hồi lâu qua đi, ý thức của bỉ bỉ hàng càng ngày càng mơ hồ, nhớ tới huấn luyện trước kim ngạc nói, muốn ngã xuống kim ngạc mang theo châm biếm âm thanh truyền đến, ngươi cũng không nên cố ý ngã xuống a, bằng không ta lập tức nhường ngươi cút đi. Lão gia hỏa, xem thường ai đây? Bỉ bỉ hàng giang nan trả lời một câu. Tiếp tục chạy, mãi đến tận chân chính mất đi ý thức, mà này nháy mắt, kim ngạc cũng mở ra uy thế, nhấc lên bỉ bỉ hàng ném cho cúc đấu la tiếp tục phao thuốc. Trở về chạy, chạy phao, như vậy nhiều lần qua một ngày. Buổi tối bỉ bỉ hàng trở lại hắn gian phòng, trực tiếp nằm trên giường chưa bao giờ như thế mệt qua bị bỉ hàng thân thể vẫn được nhưng tinh thần thật sự nhanh tiêu hao tiếng gõ cửa truyền đến cửa vừa mở ra là mẫu thân bị bỉ đông hàng nhi huấn luyện thế nào ân rất tốt tuy rằng khô khan, nhưng cực kỳ hữu hiệu nghỉ ngơi phêu thật tốt ân mẹ ngủ ngon ngày thứ hai giờ mão một bóng người đẩy ra cửa lớn trực tiếp đem bỉ bỉ hàng từ trên giường nâng lên lên tu luyện ta đi lão gia hỏa có lầm hay không hiện tại thời gian vừa mới tiến vào giờ mão như thế sớm kim ngạc tức giận trả lời hừ cái này thời gian vừa vặn ngươi biết có bao nhiêu thiên tài đều không ngủ dùng đến tu luyện ngươi sau đó cũng phải như vậy lên lại nói một câu sau đó rời đi chính là sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân kim ngạc giáo dục đồ để làm lại đều chỉ có thể nhắc nhở một lần không nghe vậy thì cút đi bỉ bỉ hàng sau khi rời giường đi thẳng tới cái kia sân nhỏ nhìn hắn đến kim ngạc khóe miệng toát ra cực kỳ nông nụ cười lão gia hỏa tiếp tục như ngày hôm qua như vậy sao gần như nhưng mang lên những thứ này bốn khối bố vải ném cho bỉ bỉ hàng có vẻ như là kiếp trước vận động viên quần áo bó chỉ có tay cùng chân phân thế nhưng tay bộ bộ phận nặng 5 cân, chân nặng 10 cân, lại thêm vào kim ngạc uy thế, đây là muốn mệt chết hắn nha. Lão đầu, đúng hay không quá sớm? Ngươi là tiên thiên 20 cấp thiên tài, cái này thiên phú toàn bộ đại lục cũng không tìm tới cái thứ ba, ngày hôm qua huấn luyện ngươi đã thích ứng, đương nhiên phải thêm lượng. Mang lên chúng nó, mau mau chạy. Uy thế lại tới nữa rồi, so với hôm qua mạnh hơn. Liền như vậy từng ngày từng ngày bị bỉ hàng đều là rèn luyện đến đã hôn mê, mà mỗi một lần thích ứng qua đi cũng sẽ tăng thêm độ khó. Sau ba tháng, toàn thân mang theo 200 cân phụ trọng kháng kim ngạc liền đại hồn sư chịu đựng không được uy thế, bị bỉ hàng chạy xong 20 dặm. Sau đó ở kim ngạc một tiếng, giai đoạn thứ nhất huấn luyện đến đây là kết thúc sau bị bỉ hàng cởi trên người phụ trọng, hai tay kéo đầu gối thở dốc. Ba tháng, bị bỉ hàng da thịt theo ba tháng trước không cái gì không giống, Thái Dương bạo phơi cũng vì đối với làn da của hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng thần sắc của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, trong mắt có cương nghị, hơn nữa trong mắt của hắn cũng có đối với kim ngạc kính ý, thế nhưng xưng hô không thay đổi. Trừ vẻ mặt ở ngoài, bỉ bỉ hàng thân hình phát sinh lớn thay đổi, biến càng bền chắc, mạnh mẽ, tràn ngập bắp thịt, có sức mạnh cường hãn. Bởi Lâm Ngân Thần nguyên nhân nhìn qua không hề cường tráng, nhưng đây là mặt y phục, một khi thân thể trần truồng tuyệt đối sẽ làm cho xu hướng tình dục bình thường nữ tính mặt đỏ. Mặc quần áo hiện ra gầy, cởi quần áo có thịt, nói chính là hắn. Tốt, ngày mai tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện, vẫn là ở chỗ này chờ ta. Kim Ngạc nói xong liền đi. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Kim Ngạc luyện thể pháp thứ hai giai, sức chịu đựng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngày thứ hai Kim Ngạc mang bỉ bỉ hàng đi tới một tòa 200 mét cao núi nhỏ, ngọn núi này cực kỳ kỳ quái, cao 80 mét trở xuống, góc chết hẹn 30 độ, 80 đến 160 mét, gốc chết đoán là 45 độ, cuối cùng một đoạn đường góc chết đoán là 60 độ. Sơn đạo là bên phải, mặt trên vô cùng thô ráp, có rất nhiều kích cỡ không giống tảng đá nhô ra, bốn phía cũng có tảng đá, không cao cũng là mấy mét, mặt trên thật giống có cái gì va chạm qua dấu vết. Kim Ngạc nói chuyện, đây là nầy giai sân huấn luyện. Đón lấy năm cái lớn thiết cầu xuất hiện, mỗi một cái đều nặng đến trăm cân, liền một cái xích sắt, xích sắt thủ bộ có một cái vòng sắt. Nhìn này năm cái thiết cầu cùng ngọn núi này, Bỉ Bỉ Hàn đã biết hắn muốn làm cái gì. Mang theo chúng nó, cho ta đi leo núi, đến đỉnh núi mới làm kết thúc. Nói xong lại để cho Bỉ Bỉ Hàn đeo lên một cái cực kỳ rắn chắc mũ giáp lão đầu tử, ta đột nhiên có một vấn đề, hồn sư nắm giữ vượt xa người thường sức mạnh, nếu như hồn lực bị phong, hoặc là tu vi bị phế thì như thế nào? Kim ngạc suy nghĩ một hồi, nói. Như vậy ngươi sẽ biến thành một cái mạnh mẽ một chút người bình thường, bởi vì thân thể của ngươi bị hồn lực tẩm bổ qua, xương cốt so với người thường càng cứng trắng hơn, lý do sẽ so với người bình thường càng mạnh mẽ. Nha! Hồn lực lưu ở trong thân thể, có thể do thân thể phóng thích, hóa thành bình chướng, nếu như dùng ở tay chân lên, có thể đạt đến sức mạnh cường hãn. nếu như dùng nó phun đẹp mắt, sẽ xuất hiện hay không điện nhãn bức ngươi. Ân, thử nghiệm thử nghiệm. Mang lên vòng sắt, hai tay, hai chân, thêm bụng dưới, bị bỉ hàng hướng về núi chạy đi, cứ việc thân hoàng lớn thiết cầu, hắn tốc độ như cũ mỗi giây 10 mét, làm thiết cầu cũng đến sườn núi, tốc độ liền bắt đầu chậm lại do nhìn thẳng vào ảnh có thể nhìn thấy bị bỉ hàng thành cái chữ lớn, dàn nàng hướng lên trên tiếng lên, lưng gù. Một bước lại một bước, trên tay, trên cổ nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên, mỗi đi một bước, bị bỉ hàng đều muốn hút một ngụm lớn khí. Ở phương xa nhìn kim ngạc đấu la, dùng tay vén râu mép, không sai, lần thứ nhất đi liền có thể lên cao 60 mét, vòng sắt 5 mét, tiểu tử này lại mang theo nặng 500 cân vật bò 55 mét, lực lượng này tương lai đúng là chơi búa vật liệu thế nhưng đều hạ xuống kim ngạc nghĩ đến chờ chút chuyện sẽ xảy ra trên mặt xuất hiện vẻ đau lòng lại đi lên không có thể nói là bò bị bỉ hàng nhanh không khí lực đột nhiên bị bỉ hàng cảm thấy dưới chân trượt đi không khống chế được viền mắt trận to cầu cứu nói giúp một chút ta lão gia hỏa nhưng hô ứng là phí công bị bỉ hàng lấy mỗi giây 4 mét nhiều tăng tốc độ hướng phía dưới lăn đi bởi tảng đá to nhỏ không đều, thiết cầu phương hướng loạn va, lăn loạn, thân thể của bỉ bỉ hàng liền lấy các loại tư thế lăn, còn có bởi vì vòng sắt như cũ ở trên người hắn, dẫn đến thiết cầu ở trong phạm vi nhất định hướng phía dưới lăn, những này sức lôi kéo đều gây ở trên người hắn. Ở trên núi lăn, tảng đá tránh thoát bỉ bỉ hàng da dẻ, mà thiết cầu lăn loạn lôi kéo lực hắn nhường sống không bằng chết. Cuối cùng chạy trở về đất bằng, thiết cầu va về phía xung quanh tảng đá phản bắn trở về, cùng bỉ bỉ hàng lăn đến thân thể sắp chạm vào nhau ngàn cân treo sợi tóc kim ngạc tiện tay ngăn trở thiết cầu bằng không bỉ bỉ hàng dưới lăn xung kích cùng thiết cầu xung kích song trọng va chạm trên người xương chắc chắn vỡ vụn nhưng không nhường bỉ bỉ hàng dừng lại thân thể cùng thiết cầu chạm vào nhau a à, kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm lúc này bỉ bỉ hàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới thê thảm cực kỳ trên người tràn ngập chỗ vỡ có sâu thấy được tận xương huyết dịch chảy ra, nhùm đỏ quần áo, trên người rách rưới, trên mặt bởi mũ giáp không cái gì là, thế nhưng ánh mắt đỏ như máu. Lúc này, Bỉ Bỉ Hàng nhìn về phía Kim Ngạc trong ánh mắt tràn ngập thù hận, lại ở cũng không có lúc trước kính ý. Tại sao, tại sao ngươi không giúp ta? Âm thanh suy yếu, nhưng bên trong thù hận là người đều nghe rõ. Đây là chúng ta bộ tộc luyện thể một phần, dùng thương thế đánh bóng chính mình. Kim ngạc mặt không hề cảm xúc nói, vẹn vẹn thiên phú cao, tốc độ tu luyện nhanh, cũng không phải thật sự là thiên tài, thiên tài chân chính là ở vô số chiến đấu bên trong, vô số lần chảy máu bên trong đi ra, mà chảy máu chắc chắn sẽ nhận bị thương tổn, những này ác không thể thiếu, nếu như ngươi sợ hãi đau xót, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Kim ngạc ngoắt ngoắt tay, hai vị trị liệu tính hồn thánh xuất hiện, đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ sẽ chữa cho ngươi thương, nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ, ngươi liền đi thu được hồn hoàng đi. Sau đó Kim Ngạc liền đi. Tuy rằng lâm Ngân Thần cũng có mạnh mẽ chữa trị năng lực, nhưng không hồn hoàng, mới 20 cấp hiển nhiên không cách nào cùng hai vị hồn thánh trị liệu năng lực so với. Ở toàn lực của bọn họ trị liệu dưới, một phút, bị bỉ hàng toàn thân đều tốt, trong mắt đỏ như máu cũng biến mất. Đa tạ hai vị hồn thánh thúc thúc. Nói một tiếng cảm ơn, bỉ bỉ hàng hòa ngồi trên mặt đất thật lâu không có động tĩnh à ta không phải là muốn nhường đại lục tất cả mọi người an cư lạc nghiệp sao ta không phải muốn tiêu diệt hai đế quốc lớn cùng quý tộc những kia bình dân quỷ hút máu sao chỉ là một cái lão gia hỏa gia tộc tu hành ta đều lùi bước ta còn làm sao hoàn thành những thứ này lại lần nữa đi tới núi nhỏ tiếp tục đi lên năm trăm mét có hơn có hai người đứng ở đàng kia một cái chính là kim ngạc một vị khác một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào đầu đội cửu khúc tử kim quan nữ tử chính là bỉ bỉ đông làm mẫu thân con trai của chính mình sắp chịu đựng như vậy huấn luyện nàng làm sao có khả năng vắng chỗ lúc này trong mắt nàng ướt ác, trên mặt vẻ mặt có lo lắng có đau lòng có vui mừng kim ngạc đấu la trên mặt liền không nhiều như vậy vẻ mặt khắp khuôn mặt là vui mừng giáo hoàng a ngươi đúng là dạy dỗ một đứa con trai tốt ngọc không mài vô dụng, tiểu hàng hắn nếu có thời gian, tất thành đại khí. Làm kim ngạc bộ tộc lão tổ, hắn cũng từng trải qua, vẹn vẹn một lần hắn liền muốn từ bỏ, thế nhưng phụ thân hắn bức bách hắn mới tiếp tục. Bởi vì kim ngạc võ hồn là hoàng kim ngạc vương, kim ngạc gia tộc cha truyền con nối siêu cấp võ hồn, bởi vậy cái kia đoạn tháng ngày có thể nói là hắn tối tâm nhất thời gian. Sau khi trong tộc tiểu bối cũng không còn thức tỉnh hoàng kim ngạc vương võ hồn, lại không chịu được cái này khổ đắng vì lẽ đó nơi này đã rất lâu không có người đến mà như bị bỉ hàng như vậy chính mình tiếp tục đi khiêu chiến vẫn là cái thứ nhất sau đó nàng hắn liền rời đi một cái hình chân chính ưu tú hài tử không cần giám sát tấu chương xong tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 8 huấn luyện hoàn thành thu được hồn hoàng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bị bỉ hàng như cũ ở leo lại một lần nữa đi tới 56 mét chỗ cao, to lớn thể lực tiêu hao nhường hắn nghĩ từ bỏ, thế nhưng ngẫm lại, không được. Ta muốn một lần so với một lần cường, bị bỉ hàng, cho ta leo lên trên. 60, 7, 60. 8, 60. 9, 70 A, bị bỉ hàng lại lần nữa hướng phía dưới lăng, lần này rơi đấy là một vị mẫn công hệ hồn thánh giúp hắn che thiết cầu. Hắn nhìn bỉ bỉ hàng, ánh mắt có chút kính nể, không quan hệ thực lực, quan nghị lực cùng dũng khí. Cuối cùng bị bỉ hạng đến 75 mét cao sau triệt để hôn mê bất tỉnh, không tin lực. Như cũ là cái kia tràn ngập mùi thuốc trong phòng, bị bỉ hàng tỉnh rồi. Cúc gia gia, ta ngủ bao lâu? Một cái rưỡi canh giờ. Ta đi, lâu như vậy. Nhìn này tắm thuốc, bị bỉ hàng cảm giác một hồi. Cúc gia gia, này tắm thuốc đúng hay không theo ta trước phao không giống nhau a à, hiệu quả càng tốt. Không có, làm sao có khả năng cúc đấu la vội vàng nói rằng hanh 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 cúc gia gia ngươi cũng đừng gạt ta ta nhưng là rất rõ ràng như vậy hữu hiệu tắm thuốc ngươi có đã sớm pha cho ta còn dùng chờ đến hiện tại chân tướng chỉ có một cái đây là người khác tắm thuốc phương thuốc bỉ bỉ hàng khẳng định nói này vẫn là không che giấu nổi ngươi đây là nhị cung phụng cho gia tộc của bọn họ cất giấu ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra a à? cúc đấu la âm thanh có chút kinh hoảng. Nhị cung phụng A, 98 cấp đỉnh phong đấu la, hoàn toàn có thể đánh mười mấy cái chính mình. Ừm, ta biết rồi. Nguyên lai lão nhân kia cũng có như vậy tính cách, không nghĩ cho hắn biết những thứ này. Nghĩ rõ ràng những này, trong đầu, đạo kia thân ảnh của lão nhân ở trong đầu của hắn lại biến càng cao lớn. Về đến trước núi nhỏ, Kim Ngạc có vẻ như đang đợi hắn. Đi tới bên cạnh hắn, bỉ bỉ hàng cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Sư phụ. Kim ngạc thân hình chấn động, nhìn bỉ bỉ hàng con mắt. Tiểu cúc tiểu tử kia nói cho ngươi tắm thuốc, hừ, hắn là ngứa người ngứa sao. Bỉ bỉ hàng có chút không nói gì nghĩ đến, tiểu cúc, tiểu gia hỏa, ta gọi cúc gia gia, ngươi gọi tiểu gia hỏa, cái kia ngươi gọi ta chẳng phải là nhỏ 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 gia hỏa. Có điều cái tên này có vẻ như so với Tầng tổ đường thần còn muốn lớn hơn gấp đôi, có vẻ như như vậy gọi cũng không sai. Không có, ta là thông qua cái kia càng cường hãng tắm thuốc đoán được. Bỉ bỉ hàng trả lời. Hừ, sư phụ, ta vẫn không có chân chính đồng ý ngươi làm đồ đệ của ta. Bỉ bỉ hàng cười, trả lời. Là, sư phụ. Liền, bỉ bỉ hàng lại tiếp tục mở luyện. Hấp thu sư phụ cung cấp tắm thuốc, thân thể của bỉ bỉ hàng lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, bỉ bỉ hàng xông lên 79 mét. Buổi tối, bỉ bỉ hàng trở về phòng, dùng lam ngân thần nhu hòa hồn lực không ngừng ấm đẹp mắt, còn ở tu luyện, hai người này không xung đột. Một đạo tiếng gõ cửa truyền ra. Mẹ! Hàng nhi, ngày hôm nay tu luyện như thế nào, còn đau sao? Mẹ ngài quả nhiên ở nhìn ta, đau thì đau, thế nhưng cực kỳ hữu dụng. Bỉ bỉ hàng không đáng kể trả lời. Sau đó dơ lên nắm đấm nói tuy rằng chỉ luyện một ngày nhưng ta cảm giác ta có thể đem thứ nhất giai huấn luyện hoàn thành chính mình nhấn trên đất đánh mẫu thân gật gật đầu nói đau xót là con đường cường giả lên ắt không thể thiếu bị thương mang thương đều là cực kỳ bình thường chiến đấu bên trong không sợ đau xót như vậy cùng cấp sức chiến đấu bên trong ngươi có thể chiếm lớn ưu thế ta biết rồi cảm tạ mẹ ngày thứ hai bỉ bỉ hàng trở lại núi nhỏ bên tiếp tục huấn luyện ngày hôm qua tám ngã, ngày hôm nay, ta lại sẽ ngã mấy lần. Bỉ bỉ hàng trồng lên vòng sắt sông lên trên. Không sai là hướng, như vậy có thể để cho hắn tiêu tốn càng nhiều thể lực, cho hắn tăng cường độ khó. Quả nhiên đến 60 mét liền không được lại hướng lại ngã, lại hướng lại ngã. Một tuần lễ sau, bỉ bỉ hàng triệt để dựa vào hướng, lên 80 mét. Trừ dựa vào nỗ lực, một phần công lao dựa vào là tắm thuốc, hiệu quả quá tốt rồi nửa tháng sau, bỉ bỉ hàng sông lên 160 mét. Bốn tháng, bỉ bỉ hàng cuối cùng kết thúc này giai huấn luyện, một lần hướng lên đỉnh núi, nhìn bên dưới ngọn núi, trong lòng cảm khái vạn ngàn, không dễ dàng a, à, chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, rốt cục chinh ngọn núi này. Được được được. Kim Ngạc đột nhiên xuất hiện ở bỉ bỉ hàng bên người, vui mừng nói. Sư phụ, ta rõ ràng ngư dụng tâm lương khổ. Bỉ bỉ hàng cảm kích nói. Hả, nói một chút coi, ta cái gì để tâm. Thứ nhất giai chủ yếu rèn luyện sức mạnh ý chí của ta, không tới thời khắc cuối cùng không ngã xuống, mà đối với ta thân thể áp lực là vì là giai đoạn thứ hai huấn luyện làm làm nền. Giai đoạn thứ hai chủ yếu rèn luyện ta năng lực chịu đựng, nhưng ta sau đó ở trong quá trình chiến đấu sẽ không bởi vì sợ bị thương mà trốn tránh. Muốn biết, bao nhiêu gia tộc lớn thiếu gia tiểu thư đối mặt với người khác đánh mặt một đòn ông đầu tránh né, hoặc sợ hãi hủy dung mà từ bỏ một đòn trí mạng. Kim ngạc gật gù. Như vậy, ta sau đó nên làm gì, gia tăng thiết cầu trọng lượng? Không, ngươi tắm thuốc tôi thể lấy xong xuôi, lại như vậy luyện tiếp hiệu quả không lớn, ngươi nên đi thu được hồn hoàng. Rốt cục muốn thu được hồn hoàng, rèn luyện lâu như vậy thân thể đều là vì cái này, bị bỉ hàng kích động nắm quyền. Ngày thứ hai, bị bỉ hàng mặt chỉnh tề chuẩn bị xuất phát dẫn hắn thu được hồn hoàng là mẫu thân bị bỉ đông cùng cúc quỷ đấu la. Cúc quỷ đấu la dẫn hắn, hắn không ngoài ý muốn, có thể không nghĩ đến là mẫu thân cũng tới. Bởi huấn luyện nguyên nhân, bị bỉ hàng cùng mẫu thân bị bỉ đông ở chung thời gian giảm thiểu, có lúc giờ cơm đều bỏ qua, bởi vậy bị bỉ đông đẩy ra xong việc vụ bồi bỉ bỉ hàng đồng thời. Mấy chiếc xe ngựa sang trọng, một chiếc ngồi mẹ con hai người, một chiếc cúc quỷ đấu la, còn có mấy chiếc tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Lớn mật thử nghiệm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cảm nhận được vận hành tốc độ, bị bỉ hàng không trải qua cảm thán đấu la đại lục quả thật có chút lạc hậu, tuy rằng kéo xe là ngàn năm truy phong câu, loại này tính tình dịu ngoan, ngày đi vạn dặm hồn thú, thế nhưng theo lam tin máy bay so với còn kém nhiều, chớ nói chi là ở trên xe ngựa, bị bỉ hàng hỏi thăm. Mẹ, ta nên thu được ra sao hồn hoàng. Bỉ bỉ đông hiền lành cười, sau đó nói. Dự định hấp thu ra sao hồn hoàng, đầu tiên muốn biết võ hồn đặc điểm, hàng nhi, ngươi biết ngươi võ hồn đặc điểm sao. Bỉ bỉ hàng phóng ra lâm ngân thần võ hồn, toàn bộ toa xe bầu không khí biến cực kỳ thoải mái, mà ở xe ngựa hai bên, từng cây lâm ngân thảo không ngừng dưới đất chui lên, cũng đang đung đưa. Sinh mệnh. Bỉ bỉ hàng mở miệng nói rằng. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, đúng, bất luận là ở sa mạc vẫn là núi tuyết, chỉ cần dành cho một điểm thổ nhưỡng cùng dinh dưỡng nó cũng có thể sinh trưởng, có thể nói như vậy, nó đặc tính thiên sinh liền phù hợp trị liệu. Nghe lời này, Bỉ Bỉ Hàng không trải qua nhớ tới nguyên tác, đường Tam cùng đường Liệt Dương chiến đấu, nó nói qua trên ngọn núi có lâm ngân thảo, thế nhưng không nhiều, mẹ đẻ an ngân du lịch đại lục chính là làm thầy thuốc, vì là bị thương hồn thú bách tính trị liệu nghĩ tới đây ta trong lòng có chút đau mẫu thân phong hào đấu la cảm giác là cỡ nào nhạy cảm bị bỉ đông lúc này nói Hàng nhi làm sao không thoải mái không phải ta nghĩ đến nhọc nhằn khổ sở nỗ lực lâu như vậy nhưng chỉ có thể làm một cái tiểu phụ trợ trốn ở đội hữu mặt sau cảm thấy khó chịu hai tử ngốc lâm ngân thảo không chỉ có thể đi trị liệu còn có thể đi khống chế a à đã từng đường hạo a ngân là làm sao né tránh võ hồn điện đuổi bắt trốn nhiều năm như vậy này chính là bởi vì lam ngân hoàng bá đạo sức khống chế mới không có để lại dấu vết bỉ bỉ đông không khỏi nghĩ đến lam ngân hoàng a à lam ngân hoàng ngươi đi trị liệu khống chế ta đi kịch độc khống chế con trai của ngươi nhưng thành ta con nuôi duyên phận này thực sự là mấy ngày sau tin đấu đại sâm lâm đoàn người đi vào trong đó vừa vào nơi này bỉ bỉ hàng cảm giác như về nhà như thế lâm ngân lĩnh vực tự động mở ra, vô số lâm ngân thảo sinh trưởng, cực kỳ thoải mái khí tức truyền đến, mà ở trong này tất cả mọi người lữ đồ mệt nhọc hoàn toàn xóa. Cúc đấu la biểu thị. Không được a, à, ta hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt, các hạng cơ năng đều ở đỉnh phong. Những người khác cũng gật gù. Bỉ bỉ đông nói. Tiểu hàng. Ngươi này lĩnh vực có kỹ năng gì? Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ phát hiện ở trong này ta võ hồn trị liệu năng lực có thể trở nên mạnh mẽ, có hay không cái khác khả năng chậm hơn chậm đào móc. Có điều ở trong rừng rậm, lĩnh vực tiêu tốn hồn lực giảm phân nửa, cổ rộng vực thời gian cũng biến càng dài. Nhìn xung quanh không dừng đung đưa Lam Ngân Thảo, bị bỉ đông nói. Hẳn là xung quanh Lam Ngân Thảo nguyên nhân, chúng nó vì ngươi chia sẻ một phần hồn lực. Đoàn người phân ba đường, bị bỉ hàng cùng bị bỉ đông đồng thời, cúc đấu la một đường, quỷ đấu la một đường, vì hắn trảo 700 năm tả hữu hồn thú. Chỉ chốc lát sau cúc đấu la trở về, nhất theo một đầu động vật loại hồn thú. Đối với hấp thu động vật hồn chương thú, bị bỉ hàng không có chút nào kinh ngạc, động vật có thể hấp thu thực vật, thực vật cũng có thể hấp thu động vật, đây là võ hồn điện đã biết từ lâu sự tình, tổ tiên đã sớm lớn mật đã nếm thử, bằng không những kia khí võ hồn hồn sư là hấp thu cái gì hồn thú. Cúc đấu la nhất theo một đầu này năm 720 tả hữu thánh quan độc giác thú lại đây, vứt trên mặt đất, này con độc giác thú từ lâu thoi thóp, trên cổ có một cái miệng lớn. Hàng nhi, bù đao, đây là ngươi nhất định phải làm, hồn hoàng chỉ có thể do giết chết hắn người thu được. Bỉ bỉ đông nói. Bỉ bỉ hàng cầm lấy chủy thủ, nội tâm nói, xin lỗi hồn thú, tay hướng về rơi xuống, hồn hoàng xuất hiện. Mẹ, sau đó nên làm như thế nào? ý niệm kéo, sau đó dùng võ hồn hấp thu. Làm bỉ bỉ hàng dùng ý niệm kéo hồn hoàng chuẩn bị hấp thu thời điểm, khẽ nhíu mày, từ bỏ. Hàng nhi, làm sao? Ta võ hồn thật giống ở biểu thị cái này hồn hoàng niên hạn quá thấp, nó không muốn hút thu. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, võ hồn là thân thể mình một phần không sai, thế nhưng chưa từng nghe nói võ hồn có thể nhắc nhở a. À. Tiểu hàng, ngươi không nghe lầm bỉ bỉ hàng gật gù biểu thị không có giáo hoàng miệng hạ làm sao bây giờ cúc đấu la dò hỏi tiếp tục tìm mãi đến tận tìm tới thích hợp nhất cái kia mẹ chúng ta chẳng phải là muốn dết bừa rất nhiều hồn thú bỉ bỉ đông một mặt không thèm để ý nói hồn thú từ nhỏ chính là cho chúng ta hồn sư tăng cao thực lực chúng nó mệnh không trọng yếu lại thêm vào đây chỉ là cấp bậc thấp hồn thú chỉ cần không phải đẳng cấp cao hồn thú Liền không tính là dết bừa Bỉ bỉ hàng suy nghĩ một chút nói Mẹ, ta đột nhiên có một ý tưởng Ta đem tin tức báo cho Lâm Ngân Thảo Nhưng chúng nó cho ta chỉ dẫn thích hợp nhất hồn thú Bỉ bỉ đông ánh mắt sáng lên Còn có thể như vậy Cứ làm như thế Lâm Ngân Thảo chỉ dẫn sau chúng ta Rất nhanh liền đi tới một nơi Chỗ đó có một cây cao đến 3 mét nhiều thực vật Đây là hồn cây mây Cúc đấu la nói hồn cây mây sẽ hấp thu cuốn quanh sinh vật hồn lực dùng để lớn mạnh chính mình làm hồn cây mây đột phá vạn năm còn có thể hấp thu sinh vật sức sống hấp thu sức sống vạn năm hồn cây mây mới tính được là là chân chính tạ ác hồn thú ân ừ, cái này xác thực phù hợp hấp thu hồn lực dây leo tự nhiên có rất mạnh tính dai này hoàn toàn thích hợp làm khống chế hệ thức hồn hoàng nhưng là năm này hạn quá cao bỉ bỉ đông có chút tiếc núi nói cao hơn 3 mét đại biểu là hơn 3.000 năm. Cái này vượt qua phổ thông hồn sư thứ ba hồn hoàng, cũng không thích hợp thứ tư hồn hoàng. Hàng nhi, đổi một cây càng thấp hơn niên hạn đi. Không, mẹ, nó chính có thể, ta cảm giác được ta võ hồn chính tiết lộ một loại khát vọng. Hơn nữa mẹ, ngài nên biết võ hồn áp chế sự tình đi. Võ hồn áp chế tên như ý nghĩa chính là đồng loại võ hồn đẳng cấp cao võ hồn áp chế cấp bậc thấp võ hồn chính như trong nguyên tắc làm ngân hoàng phóng ra một tia khí tức, hồn đế cái khác quỷ vương cây mây không động đậy được. Ta tin tưởng dựa vào võ hồn áp chế cùng ta cường độ thân thể có thể làm được. Hợp lực lượng, liền hồn tôn cũng không sánh bằng ta, mẹ tin tưởng ta có thể. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Ngàn năm một, hai hoàng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhìn bỉ bỉ hàng ánh mắt kiên định, bỉ bỉ đông nói. Được rồi, nếu như có vấn đề gì, mẹ sẽ ngay lập tức ngăn cản. Đáng thương hồn cây mây, ở đoàn người vừa tới đến thời điểm, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, liền co lại thành một đoàn, nhưng chung quy vẫn không có tránh được một kiếp. Đem dết chết, màu tím hồn hoàng xuất hiện. Lam ngân thần, ta cảm nhận được ngươi khát vọng. Chúng ta đồng thời đến đem nó cho hấp thu. Kéo, hấp thu bắt đầu nhất thời một cổ cực kỳ nóng rực dòng năng lượng lần, khắp cả, bị bỉ hàng toàn thân, thân thể có loại muốn nổ tung cảm giác, toàn thân bắt đầu bành trướng. Không tốt, năng lượng quá mạnh, tiểu hàng muốn không chịu nổi rồi. Cúc đấu la lập tức nói. Bỉ bỉ đông mới vừa muốn đánh gãy, trong tay bỉ bỉ hàng lam ngân thần nhất thời tỏa ra sức mạnh to lớn, cũng đang điên cuồng đung đưa, tự hồ muốn nói nho nhỏ hồn cây mây cũng dám phản kháng ta. Bỉ bỉ hàng bành trướng thân thể cũng bắt đầu vững vàng lên. Bỉ bỉ đông nói. Hàng nhi, duy trì tỉnh táo. Bất kể là thân thể vẫn là vẫn là ý thức đều ở vào một mảnh nóng bỏng bên trong đại dương, hào quang màu xanh lam đột nhiên bao phủ bỉ bỉ hàng, giúp hắn chống đỡ vùng biển này. Mấy tiếng qua đi, trên người của bỉ bỉ hàng bao phủ hào quang màu xanh lam, còn có một chút màu máu sương mù, cắn chặt hàm răng, căn bản không dám thư giãn, điên cuồng đối kháng tất cả mọi người con mắt đều không chớp một cái nhìn chầm chầm bỉ bỉ hàng, cao mày. Đã đến thời khắc quan trọng nhất, chịu đựng được hàng nhi, chịu đựng được. Bỉ bỉ đông đầy mặt lo lắng. Hiện tại đã không cách nào đánh gãy, bởi vì hồn hoàng đã có một phần hòa tan bỉ bỉ hàng thể nội. Nếu như thật sự đánh gãy, như vậy bỉ bỉ hàng coi như có thể sống sót, nhưng phỏng chừng cũng là cái chung thân không cách nào tu luyện tàn phế. Hô! Mọi người! giáo hoàng miệng hạ thành công, chỉ cần đang đợi chốc lát, tiểu hàng triệt để hấp thu hoàn thành là có thể tỉnh lại. Cúc đấu la nói. Lại qua một quãng thời gian, hồn hoàng tiến vào thân thể của bỉ bỉ hàng, bỉ bỉ hàng rốt cục hấp thu xong hồn hoàng, mở mắt ra. Hô. Bỉ bỉ hàng thở vào một hơi. Hàng nhi, ngươi cảm giác thế nào? Bỉ bỉ đông hỏi. Ta đều nói không cần lo lắng, mẹ. Võ hồn là thân thể một phần, nó làm sao sẽ hại ta? Nắm quyền, ta cảm giác hiện tại quá được rồi, hấp thu hồn hoàn tạo thành mệt mỏi tất cả cũng không có, hơn nữa toàn thân tràn ngập sức mạnh. Cái kia ngươi thứ nhất hồn kỹ là cái gì? Bỉ bỉ đông lại hỏi. Ha ha, ta thứ nhất hồn kỹ gọi thôn phệ, thôn phệ đối thủ hồn lực phản hồi đến trên người ta, mỗi giây hồi phục ta một phần trăm hồn lực. Liền này, mọi người nghĩ đến thông vệ tốc độ căn cứ ta nắm giữ hồn lực mà định nếu như ta là hồn tông như vậy hồi phục hồn lực chính là ta hồn tông thời kỳ hồn lực một phần trăm nếu như ta là hồn vương cái kia hồn ta cái kia hồi phục hồn lực chính là ta hồn vương hồn lực một phần trăm nếu như ta hồn lực đã đầy như vậy những này hồn lực đều sẽ phóng tới ngoại giới bên trong quan trọng nhất là này hồn kỹ không cần hồn lực tiêu hao xem như là bị động triển khai bỉ bỉ hàng có chút kiêu ngạo nói bổ sung hết thảy mọi người cực kỳ kinh ngạc, nếu như đúng là như vậy, như vậy bị bỉ hàng tương lai thật trở thành một cái cường giả, như vậy không chút khách khí nói, bị bỉ hàng một người là có thể tiêu diệt trăm vạn đại quân, hơn nữa còn không cái gì thể lực tiêu hao. Động cơ vĩnh hằng nha. Thần cấp võ hồn, thần cấp võ hồn đều như thế mạnh mẽ sao? Bỉ bỉ đông cũng cực kỳ kích động, nhưng còn kém bước cuối cùng. Hàng nhi, phóng ra ngươi hồn kỹ, nhưng ta xem ngươi Lam Ngân Thảo có nhiều cứng cỏi. Cúc trưởng lão. Rõ ràng. Võ hồn ra, hồn hoàng hiện, vòng thứ nhất tím hoàng. Lam Ngân Thảo, đi. Màu vàng Lam Lam Ngân Thảo nhanh chóng hướng về cúc đấu la cuốn đi. Thật nhanh. Tốc độ này coi như là phổ thông hồn tôn cũng khó khăn trốn. Cúc đấu la nghĩ đến. Có điều hắn cũng không muốn tránh. Hắn chủ yếu là đến nhìn Lam Ngân thần tính dai. Lam Ngân Thảo quấn quanh ở trên người, cúc đấu la cảm giác được tự thân hồn lực không ngừng trôi qua, khoảng chừng là 20 cấp đại hồn sư 1%. Sau đó không ngừng tăng lực, đập vỡ tan quanh thân Lam Ngân Thảo. Lợi hại, này Lam Ngân Thảo tính giai trừ phi là chuyên tu sức mạnh đại hồn sư, như lực chi nhất tộc, bằng không đại hồn sư bên trong đều sẽ hồn lực tiêu hao hết mà trở thành thịt cá, cấp trung hồn tôn cũng muốn dùng sức lớn. Ha ha, cúc gia gia ngươi nói quá tuyệt đối, nếu như là thuộc tính hỏa hồn sư cũng có thể đốt đoạn ta lâm ngân thảo bỉ bỉ hàng nói bổ sung ha 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 a. À. một trận lúng túng cười âm thanh vang lên tốt hàng nhi tìm cái kế tiếp hồn hoàng đi bỉ bỉ đông nói mẹ ngươi có cái gì đề cử sao nói lý lễ luận tri thức bỉ bỉ đông tuyệt đối đại lục đỉnh cấp cái kia nhưng là cái thứ nhất khắc phục song sinh võ hồn phản phệ ngươi suy nghĩ một hồi bỉ bỉ đông nói. Mẹ đề cử ngươi cái kế tiếp hồn hoàng hấp thu thánh mộc. Thánh mộc vẫn là thực vật hệ hồn thú, nó đối với hồn sư tác dụng chỉ có một cái, vậy thì là tăng lên hồn lực trữ lượng. Cho tới sản sinh hồn kỹ, làm ngân thảo hồn kỹ hẳn là làm ngân tắm trắng, tạo mặt khiên, căn bản không có tác dụng gì, hắn có thể trực tiếp dùng làm ngân thảo làm thuẫn, không cần phóng thích hồn kỹ. Suy tư một chút, tuy rằng hồn kỹ vô dụng, nhưng hấp thu nó sau đó chính mình không chỉ làm giày, hồi làm nhanh, làm ngân thần bản thân tự mang trị liệu còn có thể sửa chính mình, ân, không sai. Tốt, mẹ. Làm ngân lĩnh vực, Bỉ bỉ hàng lại lần nữa tuyên bố tin tức. Ngạch. Làm sao? Bỉ bỉ đông hỏi. Mẹ, ta hiện đang khống chế phạm vi thật giống không có thánh mộc dấu hiệu. Vậy thì tìm đi. Không để ý chút nào trả lời. Mỗi cách một đoạn lộ trình bỉ bỉ hàng đều sẽ mở một lần Lam Ngân lĩnh vực hỏi tình huống. Sau có phát hiện. Mẹ, phát hiện thích hợp mục tiêu, ở bên kia. Đi một đoạn đường sau đó đến một gốc cây thánh mộc bên. Này thánh mộc lại cao đến hơn 8.000 năm, tiểu hàng có thể hấp thu sao? Bỉ bỉ hàng dùng để Lam Ngân thần đối với cái này thánh mộc. Ở đạt được Lam Ngân thần đáp lại sau, tràn ngập tự tin ngữ khí trả lời. Có thể. Bỉ Bỉ Hàng lại nhìn Bỉ Bỉ Đông, tìm kiếm nàng trả lời. Nhìn thấy nàng có chút lo lắng ánh mắt, Bỉ Bỉ Hàng tự tin gật gù. Bỉ Bỉ Đông tiện tay vung lên, trực tiếp phá tan thánh một hồn lực tắm trắng, đánh thoi thóp. Đồng dạng quá trình, cuối cùng Bỉ Bỉ Hàng rốt cục hấp thu nó. Ngàn năm một, hai hoàng hiện. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.